Xin chào các bạn đã đến với channel của Ca Cảnh Shop nha. Đây các bạn thấy trước mặt của mình là có hai cái máy trụ 3D xay, một cái là trụ 3D xay cây thông, còn một cái là trụ 3D xay núi. Đó. Rồi, thì hôm nay mình test hai cái máy này gửi cho một anh ở ngoài Bình Thuận đấy các bạn. Mấy bữa nay là ngoài Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai hay Nha Trang, Sài Gòn đặt cung rất là nhiều. Nhưng mà mình ít có thời gian để test các bạn. Đó, thì hôm nay mình test một cái máy, mình test hai cái máy này cho các bạn xem nhé. Nói chung là máy nào thì mấy anh chị trước khi gửi thì mình cũng test, nhưng mà tùy theo máy mình quay thì theo máy mình không quay, chứ không phải máy nào mình cũng quay nha. Đây, giống như có một cái máy bí mình gửi cho ngoài Bình Thuận hôm qua, hình như là hôm nay nó cũng sắp điều phối giao hàng rồi, nhưng mà mình cũng không có thời gian quay. Đây, cái máy này là một cái máy trụ 3D xay. Chung là máy này các bạn, nó có mút là che rất là chắc chắn rồi. Đây mình sẽ rút ra nhé. Đó, đây máy mình sẽ rút ra. Đây các bạn thấy là để rất là chắc chắn rồi, thấy không? Đây là cái hộp nó này. Rồi thì mình sẽ để một bên nha. Rồi không, mình sẽ để cái hộp một bên này. Rồi các bạn sẽ dỡ cái máy ra. Đây, các bạn thấy là chim rất là chắc chắn, các bạn thấy không? Đó, này là trụ 3D xay, này là cây thông các bạn. Sắp tới lễ Noel những cái mẫu này nè, rất đắt hàng. Đây là cái cục adapter của nó. Đây, còn cái này là một cái máy. Còn đây là sách hướng dẫn. Đó. Rồi, mình sẽ đẩy lên đi. Đó, mình sẽ đẩy cái này lại bỏ vô hộp đi. Rồi, đây là một cái máy nha các bạn. Sau khi cái máy mà chúng ta lấy ra thì các bạn sẽ thấy. Đây, trên cái máy nó sẽ có 4 cái nút này. Đó. Nó có 3 nút bấm thôi. 3 cái nút bấm. Like, nút xay, nút hẹn giờ. Rồi, thì để các bạn chờ lâu thì mình sẽ tiến hành ngay, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ mở cái adapter này ra. Đây các bạn thấy không, cái adapter rất là chắc chắn. Rồi, đó, chúng ta sẽ mở cái adapter này ra. Dây của nó dài khoảng 1,5 m nha các bạn. Đó, dây của nó dài khoảng 1,5 m, chúng ta sẽ ghim vào này. Đó, phía sau nó có cái lỗ ghim này. Đây, rồi chúng ta sẽ xây nhẹ dỡ cái nắp này ra. Đó, các bạn sẽ dỡ cái nắp này ra. Rồi, các bạn sẽ dỡ cái nắp nhỏ này ra luôn. Đó, chúng ta sẽ chế nước vào đây. Nước cái tinh dầu chúng ta chế vào đây. Đây, các bạn sẽ chế nước và tinh dầu vào đây. Đó, rồi các bạn sẽ có thấy cái vạch mắt của nó này. Đó, tinh dầu thì nó có cái nút nhỏ giọt. Thì các bạn sẽ nhỏ khoảng 5 đến 10 giọt tinh dầu vào. Rồi, cái này mình test máy thôi. Rồi, ok. Thì các bạn sẽ đậy cái nắp lại, các bạn sẽ cái nắp các bạn thấy có cái ngàm nè, các bạn thấy cái ngàm này nó có cái lỗ nè. Các bạn đừng có chế nước vô cái lỗ này nha các bạn, đừng chế nước vô cái lỗ nhỏ. Rồi, chúng ta sẽ đậy lại. Rồi, các bạn sẽ đậy. Đây nó có cái lỗ tròn này, các bạn đậy cho vừa cái lỗ này. Đó, chúng ta sẽ xây nhẹ, chúng ta sẽ can cái lỗ tròn này nè. Can cho nó vừa vô. Rồi, ok. Rồi xong thì bắt đầu chúng ta sẽ ghim điện sử dụng thôi. Đó. Rồi, mình ghim điện nha các bạn. Cái nút bên tay trái là nút đèn nè. Các bạn bấm lần đầu tiên đèn nó sẽ tự đổi màu. Còn cái nút giữa là nút xay, các bạn bấm lần đầu tiên thì máy sẽ xay nhẹ. Còn nút bên tay phải là nút phun, các bạn bấm lần đầu tiên thì nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Đó, bấm đầu tiên nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nha các bạn. Chưa, để mình tắt cái màn hình cho các bạn dễ thấy. Đó, các bạn bấm thêm nút mít 1 cái nữa thì nó sẽ phun đúng 2 tiếng đồng hồ nó ngắt. Đây các bạn thấy cái thông Noel rất là đẹp luôn. Kim thấy đẹp không? À.
Đây cái máy phun rất là khỏe các bạn. Kim thấy đẹp không? Rồi để mình hướng dẫn tiếp. Các bạn bấm nút mute thêm cái nữa nó phun 3 tiếng đồng hồ nó ngắt. Các bạn bấm nút mute thêm cái nữa là nó sẽ chút phun chút không. Bấm nút mute thêm cái nữa thì nó tắt phun. À, nút mute bấm đầu tiên thì nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nha các bạn. Đấy, nói chung là cũng dễ sử dụng thôi. Đây các bạn nhìn nó phun khá đẹp. Đừng có để cho nó phun đi. Đó các bạn thấy cực kỳ đẹp quá không? Bên đây thì một cái máy nữa là cái máy này là cái máy 3D xay núi. Đó, mình sẵn để mình test luôn. Rồi con, cái máy đó bà lấy ra rồi. Đây, mình sẽ lấy thêm một cái máy này nữa. Lấy cái máy khó lưỡi nha bạn. Này, 3D xay hình núi. Cách đặt một cặp luôn nha các bạn. Có nhiều khi khách đặt 3-4 cái, 4-5 cái mà mình cũng không có thời gian mình test hết. Nói chung là mình test máy xong cái bắt đầu là mình gửi luôn rồi chứ mình không có thời gian quay cho các bạn xem. Đừng có để ba. Các bạn sẽ dở ra. Đó. Rồi chúng ta sẽ dở ra. Đây, cách hướng dẫn này. Máy này. Rồi. Những cái máy này lên đèn rất là đẹp. Đây các bạn. Thì mình sẽ để đây đi. Hồi mình sẽ gối hàng. Rồi, ok. Đây là một cái máy 3D hình núi. Quên nữa, cái máy này cái nút chính giữa cái nút xay các bạn bấm lần cái nữa là nó xay nhanh lên nha các bạn. Bạn bấm lần đầu tiên thì nó xay nhẹ, bấm cái nữa xay nhanh, còn bấm cái nữa tắt này. Bấm đầu tiên xay nhẹ, bấm cái nữa xay nhanh. Đó. Đừng có. Đó thì các bạn sẽ này mình sẽ test máy thêm cây nữa này. Các bạn sẽ ghim cái nút sau nha. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghim điện. Ghim điện xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ đúng rồi. Xong rồi chúng ta sẽ chế nước vô. Chế nước lạnh vô nha. Đó các bạn chế nước lạnh đừng có chế nước nóng nha các bạn. Đó. Nếu mà có nhỏ tinh dầu các bạn nhỏ từ 5 đến 10 giọt nha. Rồi chúng ta đậy nắp lại. Chúng ta đậy nắp lại. Đó. Ta đậy nắp trong rồi chúng ta đậy nắp ngoài luôn nha các bạn. Đấy. Rồi. Cái nút bên tay trái là nút đèn, nút bên tay giữa là nút xay, nút bên tay phải là nút phun. Nút bên tay trái các bạn bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu. Nút giữa là nút xay, bấm đầu tiên xay nhẹ. Nút bên tay phải là nút phun, bấm đầu tiên nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ ngắt. Bấm cái nữa là 2 tiếng, 3 tiếng. Cái nữa là hắt cộng nào hết nước trong máy ngắt, cái nữa tắt luôn. Rồi, đầu tiên thì nó phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Xay thì bấm cái nữa xay mạnh này. Cái nữa tắt xay này, xay nhẹ này, xay mạnh này. Rồi, bà để xay mạnh đó. Đó, các bạn thấy cực kỳ đẹp luôn các bạn không? Đây các bạn nhìn này. Phun quá khỏe ha kìa. Bạn thử mùi là con biết mùi đó mùi gì vậy ba? Quá thơm luôn ha. Mùi đó mùi gì ạ? Cái này là mùi lavender. Vậy hả? Quá đẹp luôn kìa bạn. Cái nắp của chồng luôn á. Con thấy đẹp không? Dạ thấy đẹp. Đó. Cái này là mình test máy nha các bạn. Bạn nào mà đặt hàng các bạn cứ liên hệ số điện thoại của shop là 0976243224. Hoặc các bạn cứ truy cập vào cái đường link bên dưới. Shop có để cái link trang bên dưới đó. Quá đẹp luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn cách bảo quản máy nha. Nãy giờ hướng dẫn các bạn cách sử dụng.
đó, các bạn muốn tắt tắt phun thì các bạn cứ bấm 3 giờ h cộng là chút phun chút không đó các bạn, bấm cái nơi tắt phun. Còn tắt đèn thì các bạn muốn sử dụng đây, vừa bấm cho phun 1 tiếng đi, các bạn muốn sử dụng đèn màu gì thì các bạn cứ bấm hoài tới cái nút like này nè, đó có rất là nhiều màu để các bạn đổi. Muốn tắt đèn bấm giữ 2 giây, đó các bạn bấm giữ 2 giây nút like là tắt đèn nha các bạn. Bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu, đó bấm đầu tiên đèn sẽ tự đổi màu, muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới đổi màu đó. Muốn tắt đèn bấm giữ 2 giây, đó rồi xây thì nút xây bấm đầu tiên thì nó đó, bấm cái nó tắt không, bấm đầu tiên thì xây nhẹ, bấm cái nữa xây mạnh, bấm cái tắt xây. Còn cái nút phun thì đang 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, H cộng, tắt phun. Đó, nói chung là cái máy này nó có một số cái chức năng gì các bạn nhớ nha. Đây mình sẽ làm lại cái máy này nè. 1 giờ phải không? Nói chung là các bạn làm cái nào trước cũng được hết. 1 giờ, hẹn giờ, 2 giờ, 3 giờ, H cộng, tắt. Bây giờ mình muốn tắt đèn. Các bạn muốn tắt đèn các bạn bấm giữ 2 giây cũng tắt nữa. Các bạn muốn đổi màu gì thì các bạn bấm hoài tới. Muốn tắt đèn bấm giữ 2 giây tắt đèn. Đó, tắt đèn rồi nó vẫn còn xây nha các bạn. Muốn tắt xây bấm thêm cái nữa tắt nè. Đó, đơn giản các bạn thấy không? Rồi, đầu tiên mình sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Đèn, đèn bấm đầu tiên đèn đổi màu, nút xây bấm đầu tiên thì xây nhẹ. Nút mít bấm đầu tiên hẹn đúng 1 giờ. Rồi. Mình sẽ bấm nút đèn thêm là để đổi đèn. Đổi đèn theo màu thì thích, thích màu gì để nghe màu đó. Tắt đèn bấm giữ 2 giây. Tắt xây thì bấm cái nữa xây mạnh, bấm cái nữa tắt xây. Hẹn giờ 1, 2 giờ, 3 giờ, H cộng tắt. Để hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo quản máy. Thì các bạn có đi đâu xa đó thì các bạn cứ gỡ chui điện ra, đổ hết nước. Đây chúng ta sẽ đổ hết nước bên trong ra nha các bạn. Đó. Các bạn sử dụng khăn giấy các bạn lau cho khô nước. Đó. Cái này là chúng ta để thời gian lâu chúng ta không xài các bạn. Nếu mà các bạn đi đâu du lịch 5-10 bữa nửa tháng gì các bạn không xài, các bạn cứ lau khô hết nước. Rồi chúng ta sẽ cắt máy là xong. Đó, thì cái này thì mình trước khi gửi cho khách đó thì mình đều test máy hết, nhưng mà tất cả các máy mình đều test hết. Đó. Cái máy này cũng vậy, cái máy này thì các bạn nếu mà các bạn sử dụng hàng ngày thì các bạn cứ để nước, các bạn cứ châm nước, châm tinh dầu vô thêm các bạn xài. Các bạn không sử dụng nước nóng nha, chúng ta sử dụng nước lọc, nước sạch. Tại vì khi các bạn sử dụng nước nóng á, máy nó hiểu tự nóng máy, nó tự nó tắt. Máy này nó thông minh vậy. Nói chung là cũng có một số bạn mua về, có một số chị spa hồi lúc khá là lâu rồi, mua về những cái mẫu máy khác ấy. Đổ nước nóng vô tính ra nó sôi sôi là đổ nước nóng vô cho xong cho nó mau, nhưng mà thật ra không phải nước sôi như vậy. Cái máy sử dụng nước lọc, nước sạch. Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Những cái mẫu máy bên shop thì xài rất là bền. Shop bán rất là nhiều mẫu mà. Các bạn cứ vào YouTube Tubi đó, các bạn gõ cá cảnh shop. Và các bạn cứ truy cập vào cái đường link bên dưới. Bên dưới shop có để cái link trang Facebook đó thì các bạn cứ nhắn tin vào. Đó. Tại vì
vì có khi nói chung là một số bạn có nhiều khi các bạn nhắn tin hoặc là nhắn Zalo, gọi Zalo, tại vì nhiều khi thì bán rất là lu bu luôn bạn, ít có thời gian, khi nào có thời gian mình mới chat lại mình xem. Còn bạn nào gọi trực tiếp, các bạn có khi các bạn đặt hàng trực tiếp, các bạn đặt xong các bạn nhắn địa chỉ qua bên mình gửi hàng luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nhé.